Bây giờ chúng ta sẽ làm các bài tập là chọn hai dung dịch có nồng độ mol. Chúng ta có bài toán như sau. Chúng ta có dung dịch X1 có thể tích là V dung dịch 1 và nồng độ mol là CM1. Chúng ta có dung dịch 2 có V dung dịch 2 và nồng độ mol 2. Sau khi mình chọn lại thì mình sẽ thu được dung dịch 3 có thể tích là dung dịch 3 và nồng độ mol là CM3. Rồi chúng ta có một số nhận xét quan trọng như sau. Khi chúng ta chọn hai dung dịch lại với nhau thì cả số mol chất tan và thể tích dung dịch chúng ta đều thay đổi. Có nghĩa là bài toán mà liên quan tới nồng độ mol là bạn chắc chắn phải dùng công thức này. Nồng độ mol này là bằng mol chia cho thể tích dung dịch này, hoặc là mol này bằng CM nhân V dung dịch này. Và nhiệm vụ của bạn là hãy đánh giá được cái nồng độ mol và đánh giá được số mol, được chưa? Đánh giá được thể tích. Thì chúng ta sẽ làm bài toán rất là dễ. Rồi bạn lưu ý cho thầy như sau. Khi mình chọn hai dung dịch này lại thì nhiều bạn sẽ tính như thế này này. Nhiều bạn lấy cái CM3 này, CM1 này cộng CM2 để bằng CM3. Không bao giờ có em nha. Lấy nồng độ mol 1 cộng nồng độ mol 2 để bằng nồng độ mol 3. Cái này là hết sức phi lý. Ví dụ như thế này. Các em có một cái cốc đường rất ngọt và một cốc đường rất nhạt. Khi em đổ vô thì cái đồ ngọt bây giờ nó sẽ là nằm ở đoạn giữa, đúng không? Nằm trong cái đoạn đó, tức là nó lớn hơn nhạt và nhỏ hơn ngọt, được chưa? Như vậy trong trường hợp này nếu mà mình cộng hai nồng độ lại là sai nhá. Nhớ thầy là chó mèo thì không thể cộng được, tức là CM thì không thể cộng lại được, V và N thì cộng lại được, được chưa nè? Vậy thôi. Về hướng đi như sau, chúng ta có hai cách để giải. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ cái mục tiêu cuối cùng của mình trong cái bài toán này đó là dựa vào nồng độ mol 3. Chúng ta đến công thức nồng độ mol 3 CM3 này bằng N chất tan 3 chia cho V dung dịch 3. Như vậy muốn làm được điều đó thì em tìm cho thầy hai thông số. Bước đầu tiên em sẽ đi tính mol chất tan. Trong trường hợp này chúng ta sẽ có hai chất tan. Chất tan 1, chất tan 2. Chất tan 1 là lấy CM1 nhân V dung dịch 1. Chất tan 2 lấy V dung dịch 2 nhân cho CM2. Chất tan 3 thì chúng ta biết là khi chọn lại thì khối lượng chất tan bây giờ, số mol chất tan bây giờ thay đổi sẽ bằng chất tan 1 cộng chất tan 2. Tiếp tục chúng ta nói về thể tích dung dịch. V dung dịch 3 bây giờ là bằng V dung dịch 1 cộng V dung dịch 2, được chưa? V dung dịch 3 bằng V dung dịch 1 cộng V dung dịch 2. Khi chúng ta thêm gì vào, chúng ta nghe kỹ, khi chúng ta chọn hai dung dịch này với nhau thì tổng thể tích bây giờ thay đổi. Cái điều này khá là dễ, dễ hiểu, được chưa bạn? Khá là dễ hiểu. Cái này mình thực tế là như thế này, bạn nghe, thực tế là như thế này nè. Thực tế là chúng ta đổ hai cốc nước lại với nhau thì sao, thì thể tích bây giờ sẽ bằng gì? Thể tích dung dịch sau phản ứng bây giờ sẽ bằng thể tích trước phản ứng, đúng không? Hai thằng là cộng lại, đúng không em? Tức là mình đang áp dụng cái công thức chính xác ở đây là công thức 34, V dung dịch sau bằng V dung dịch trước. Sau khi em tìm được mol và thể tích rồi đó thì em áp dụng cái biểu thức tính nồng độ mol thế thôi. Để cho bạn ơi. Rồi. Cách thứ hai của chúng ta là chúng ta áp dụng công thức đường chéo. Chúng ta áp dụng công thức đường chéo khi nào? Đây bạn ơi, khi chúng ta chọn một cái nồng độ cao và một cái nồng độ thấp lại với nhau thì chúng ta sẽ thu được một nồng độ trung gian. Cụ thể ở đây là cái CM3 trung gian này nó là lớn hơn 1 và 7 hơn 2. Cái đó em áp dụng công thức đường chéo. Đường chéo thứ nhất, đường chéo thứ hai, được cho em. Như vậy ở đây chúng ta thấy này, trong đường chéo thứ nhất thì CM3 bé hơn CM2, do đó lấy CM2 trừ CM3. Còn trong đường chéo thứ hai là CM3 lớn hơn CM1 thì lấy CM3 trừ CM1, được chưa? Cái đó giữa thể tích giúp ban đầu và cái nồng độ phía sau thì có liên hệ với nhau, và dựa vào đây em sẽ tìm được những thông số để bạn yêu cầu, được chưa em? Trong hai cách thì cách hai nó sẽ hay hơn cách một. Tuy nhiên á, để làm mình hiểu bản chất thì chúng ta sẽ làm cách một trước, sau đó làm cách hai sau.